Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Hôm nay Hương có một cái mẫu nhà giá rẻ muốn gửi đến cho quý anh chị đã có sổ hồng riêng. Đây là sổ hồng riêng thật sự 100% luôn anh chị ha. Được tọa lạc là gần ngay chỗ vòng xoay Tân Kim trên trục đường quốc lộ 50. Cái con đường vào bên trong ngôi nhà mình thì nó hơi nhỏ một tí anh chị. Nó tầm chắc khoảng mét mấy thôi. Xe ba gác mình thì di chuyển vào đây rất là thoải mái. Cái mẫu nhà mà Hương ú review cho quý anh chị mình là nằm trong đây. Nhà mình thì cách vòng xoay Tân Kim của mình thì đâu đó tầm khoảng là 200m thôi. Đường xá thì rộng rãi rồi anh chị. Dân cư trong đây thì ở cũng rất là đông vừa vui ha. Nếu như mà gia đình mình đang tìm một ngôi nhà giá rẻ mà không có nhu cầu xe hơi đâu thì Hương thấy cái ngôi nhà này rất thích hợp luôn. Nếu mà như mà gia đình mình không cần xe hơi thì cái mẫu nhà này quý anh chị ơi đừng vội vàng mà lướt qua ha. Đây là một mẫu nhà đã có sổ hồng sẵn cho gia đình mình luôn. Đi công chứng lúc nào cũng được cả. Đây là sổ hồng riêng biệt không đụng chạm tới căn nào hết anh chị ha. Giá tổng của nó thì chỉ có là 850 thôi. Còn thương lượng bớt lọc nhẹ cho gia đình mình thì diện tích của nó là tính em Hương tính từ cái miếng nhà này vào trong bên đó là 4m ha. Còn mình tính luôn cái ban công này ra nữa thì là 4,5m anh chị. Ban công đó thì là vẫn là của mình luôn ha. Đường của mình thì đường nội bộ, đường chung. Thì đây là mẫu nhà mới hoàn toàn, đạt đâu đó là tầm khoảng 99% rồi. Về việc anh chị cứ cần xách vali dọn đồ vào đây ở thôi, không cần phải làm thêm bất cứ thứ gì nữa cả. Gia đình mình muốn tìm một ngôi nhà sổ hồng riêng biệt cho mình được an toàn hơn thì Hương thấy cái mẫu nhà này rất là thích hợp gia đình mình luôn ạ. Chỉ có 850 thôi là mình có thể mua được một ngôi nhà sổ hồng riêng rồi, không đụng chạm tới ai hết, cũng không phi bằng, cũng không đồng sở hữu anh chị ha. Riêng biệt thật sự luôn, gần ngã ba Tân Kim, hiếm hoi lắm, mới còn một căn duy nhất để phục vụ và gửi đến gia đình mình. Và giờ thì Hương sẽ quay về ngôi nhà để review cho anh chị ha. Nhà mình thì là ngang vô của nó là 4m, là mình tính từ cái mí đó vào đây, còn tính luôn cái ban công là 4,5m. Và chiều dài của nó từ ở đây và mình nói dài cái tới đó là 7m anh chị. Tặng cho mình tất cả nội thất cơ bản bên trong ngôi nhà, đã xích úp toàn bộ mới, đạt hết 99% rồi anh chị ha. Trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khối dược hợp. Bên đơn vị Hương vẫn gắn bóng đèn trang trí nè và những bức tranh bông hoa cho quý anh chị mình rồi. Bước vào bên trong ngôi nhà nhìn nó rất là mát và sang. Ở nhà mình thì là nhà hướng Bắc luôn. Gia đình mình đang tìm và hợp một ngôi nhà hướng Bắc thì đừng có vội vàng mà lướt qua, hãy dành ít thời gian cho em Hương ú để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế anh chị. Và tiến kế tiếp nữa thì sẽ cho gia đình mình là khu vực không gian phòng bếp và không gian nhà vệ sinh. Tường gạch thì bên Hương cũng ướp lát sạch sẽ rồi. Đây là khu vực bếp nè. Bếp của mình thì có tổ bếp trên và tổ bếp dưới. Mặt đá hoa cương dày dặn bột inox 304. Không gian nấu nướng thì bên Hương vẫn ướp lát sạch sẽ rồi. Khu vực nấu nướng của mình thì vẫn làm cho mình một cái cửa sổ ở đây đó, rất là thoáng và mát mỗi khi mình nấu ăn. Nhà vệ sinh thì nằm ở khu vực này. Bạn quay phim có thể quay sơ cho gia đình mình tham khảo ha. Đầy đủ hết công năng trong đó rồi, về sinh hoạt rất là tiện luôn. Và quý anh chị ơi, quý anh chị á đang xem mẫu nhà này mà mình thật ý cái mẫu nhà này thì mình liên hệ trực tiếp cho Hương ha, để Hương có thể gửi thông tin vị trí sổ sách cho quý anh chị mình trước khi dự định về đây. Và giá tổng của nó thì chỉ có là 850 thôi, sẽ không phát sinh thêm một đồng. Cam kết với quý anh chị mình là sổ hồng riêng biệt, không đụng chạm tới ai cả luôn. Và giờ thì em Hương ú mời quý anh chị mình di chuyển cùng Hương tiến lên khu vực không gian tầng 1 để mình khám phá thêm về ngôi nhà. Quý chị thân mến, trên đây thì sẽ cho mình là hai phòng ngủ và một không gian nhà vệ sinh ha. Cái phòng này cũng rộng nè, cao thoáng, ngôi nhà mới hoàn toàn cho quý anh chị mình luôn, nhìn thích ghê luôn á. Và ở đây thì sẽ cho gia đình mình là một khu vực không gian nhà vệ sinh ha, trong đó thì vẫn đầy đủ hết rồi, tiện nghi. Và tiến ở đây thì sẽ là cái phòng lớn. Gia đình mình mà có thành viên tầm khoảng từ 2 đến 4 người thì về đây sinh sống rất là thoải mái anh chị. Ở đây thì khu dân cư rất là đông. Ở đây thì mình sẽ có ban công nè, rộng dài xuyên suốt. Ở đây thì quý anh chị mình có thể quan sát được mật độ dân cư rồi, ở rất là tấp nập luôn, nhà cửa rất là đông và vui rồi anh chị ha. Giờ thì mình di chuyển cùng Hương tiến về khu vực không gian nhà dưới. Hương một lần nữa sẽ trao đổi lại thông tin cho quý anh chị mình ha.
Quý chị thân mến, và nãy giờ thì em Ương Ú cũng đã quay sơ ngóc ngách ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Nếu như mình cảm thấy ân ý về cái mẫu nhà này thì hãy liên hệ cho Hương với số điện thoại Hương có để trên màn hình ha, để Hương có thể trao đổi thông tin cụ thể hơn về ngôi nhà này cho quý anh chị. Và một lần nữa em xin nhắc lại là diện tích của ngôi nhà mình là ngang của nó là 4m, là mình tính từ cái mí đó, ban công luôn là 4,5m, và dài vào á, và dài vậy nè là nó là 7m, và tặng nội thất cơ bản cho quý anh chị. Nhà mới đạt đâu đó tầm khoảng 99% rồi ha. Tặng full nội thất cơ bản cho quý anh chị mình luôn, điện nước cũng đã vào đầy đủ hết rồi. Mình về đây sinh sống rất là an toàn. An toàn cái thứ nhất là nhà mình đã có sổ hồng. Sổ hồng của mình là sổ hồng riêng biệt luôn. Lâu lâu mới sót lại một căn thì giá tổng của nó chỉ có là 850 thôi, cam kết sẽ không phát sinh thêm một đồng cho gia đình mình đâu ha. Và sổ thì có sẵn, lúc nào quý anh chị mình đi công chứng lúc nào cũng được cả. Và ngôi nhà mình á, thì được tọa lạc là gần vòng xoay Tân Kim. Cách vòng xoay Tân Kim của mình á, thì đâu đó tầm khoảng là 200-300m thôi. Quá thuận tiện cho quý anh chị. Nhưng mà có một cái điểm này là nhà mình á, thì là đường xe máy thôi ha. Cách cái đường xe hơi có trục đường quốc lộ 50 của mình thì ra đó tầm khoảng là 200m. Đó, mình chạy ra thôi. Nếu mà mình mua ngôi nhà này mà mình có di chuyển đồ đạc á, thì mình đi là chiếc xe ba gác vào đây là thuận tiện nhất anh chị. Và giờ thì em xin được phép kết thúc video tại đây ha. Quý anh chị cần thêm thông tin thì cứ ngắt máy lên liên hệ cho Ú ạ. Giờ thì em Hương xin chào và chúc quý anh chị ơi mau tìm được căn nhà ưng ý.